Bạch sư cho con hỏi, hôm qua sư có nói về phước báo để đắc quả. Nếu chín mùi mà ta bỏ qua thì sẽ phải làm lại từ đầu. Dạ vậy còn trường hợp của ông Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế, nếu như không phạm ngũ nghịch thì họ đã đắc đạo quả, nhưng hiện tại họ đọa địa ngục và sau sẽ thành Phật độc giác. Vào ngày vị lai trường hợp này là như thế nào? Con mong sư chỉ dạy. Và nếu vậy các quả ác nghiệp của mình nếu cũng bị thiện nghiệp làm cho không trả quả được thì nó có bị mất luôn không? Xin thưa là trường hợp của vua A Xà Thế và Đê-quát-tá là các vị ấy đổi nguyện nha. Giống như là bây giờ mình trễ chuyến đò thì đổi nguyện. Rồi còn cái trường hợp là các cái nghiệp mà bất thiện mà nó bị kiểu như quý vị nói là nó bị chen mà nó không có chỗ được ấy. Thì với cái này gọi là với cái ý kiến cá nhân của sư. Tại sao vậy? Bởi vì sư không có thần thông. Thì các cái nghiệp bất thiện mà nó trổ á, thì khi mà nó có những cái thiện nghiệp mà nó trội thì nó cũng sẽ trổ, nhưng mà nó trổ ở cái cấp độ là nó nhẹ hơn, hoặc là nó sẽ đẩy lùi cho đến thời điểm thích hợp. Mà cái thời điểm nào mà nó thích hợp thì nó sẽ trổ. Ví dụ như khi mà chư thiên á, các vị đó hưởng lạc thú ở cõi trời thì các cái quả bất thiện không có cơ hội trổ, và nó sẽ được đẩy, nó lùi và nó chờ khi nào các vị ấy không còn mang hình tướng của chư thiên nữa, tức là sau khi hết tuổi thọ thì khi đó hầu hết chư thiên đọa địa ngục. Tại sao? Tại vì cả cái quả ác nghiệp.